Thưa quý vị, các bạn và bà con nông dân, vào thời điểm này các trà lúa mùa sớm đã trổ thoát chín sáp, trà chung và trà muộn đang trong giai đoạn nứt le đồng đến trổ thoát. Những ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, mưa dông liên tục, độ ẩm cao thuận lợi cho một số sâu bệnh hại lúa như là sâu cuốn lá, sâu đục thân, trong đó dầy nâu là đối tượng dịch hại nguy hiểm. Để giúp bà con phòng trừ hiệu quả, bản tin cùng nông dân ra đồng kỳ này chúng tôi xin chia sẻ với bà con biện pháp quản lý dầy cuối vụ. Mời quý vị các bạn và bà con cùng theo dõi. Qua công tác kiểm tra đồng ruộng, hiện nay các trà lúa mùa xuất hiện một số dịch hại như sâu non lứa 7 tiếp tục nở và gây hại chủ yếu trên những diện tích lúa mùa chung và mùa muộn, đồng thời sâu đục thân 2 chấm gây hại cục bộ trên những diện tích lúa xanh tốt của trà lúa mùa sớm. Điều đáng lưu tâm nhất đối với lúa mùa từ nay tới cuối vụ đó là dầy nâu, dầy lưng trắng đang phát sinh gây hại. Nếu không có biện pháp phòng trừ dầy sẽ tích lũy gia tăng nguy cơ cháy dầy cuối vụ. Qua điều tra của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thì hiện nay là dầy cũng đã xuất hiện trên đồng ruộng. Và để mà hạn chế được dầy lâu cuối vụ và gây cháy dầy, đặc biệt là trong vụ mùa, trong cái điều kiện thời tiết mà lắng mưa xen kẽ này thì dầy nó phát sinh phát triển rất là nhanh. Và đặc điểm của lam sách là bà con hay dùng cây vụ đông, nó đến thời điểm mà chuẩn bị cây vụ đông là sẽ lơ là cái viện than đồng. Tính vì thế mà để hạn chế cháy dầy cuối vụ thì thứ nhất là bà con nông dân là phải bám sát thông báo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp. Cái thứ ba là thường xuyên thăm đồng đối với cây lúa giai đoạn hiện nay, đến khi lúa chắc xanh để mà phòng trừ cái đối tượng dày lâu là tốt nhất. Những ngày qua mưa dông liên tục, độ ẩm cao thuận lợi, lúa mùa phát triển song cũng thuận lợi cho dày nâu, dày lưng trắng phát triển gia tăng mật số. Theo các chuyên gia nông học, đối với cây lúa từ khi có đồng già tới chỗ trở đi, dinh dưỡng cây lúa rất phù hợp với dày nâu, dày lưng trắng. Trong thời gian này, dầy nâu, dầy lưng trắng gia tăng mật độ rất nhanh, do đó khi dầy xuất hiện trên lúa, bà con cần chủ động phòng trừ ngay nếu không kịp thời khi dầy ở mật độ cao dẫn đến cháy dầy cuối vụ. Dầy nâu và dầy lưng trắng ở giai đoạn cuối vụ là cái đối tượng mà rất quan trọng và nguy hiểm, ảnh hưởng tới cái năng suất của cả cái vụ mùa. Thì đây là một đối tượng quan trọng và nguy hiểm bởi vì ở cái thời điểm cuối vụ ấy, là con dầy nâu và dầy lưng trắng nó có đủ cái thời gian để nhân mật độ và tích lũy cái số lượng, và đến cái thời điểm này nó có thể bùng phát và trích hút cây lúa và gây thiệt hại ảnh hưởng lớn tới cái về cái năng suất. Một trong những cái khó khăn nữa ấy, ở trong cái giai đoạn này là khi đó là sinh khối cây lúa nó rất là lớn, cao, rậm rạp, và dầy nâu, dầy lưng trắng thì lại gây hại ở dưới. Nên cái việc mà phòng trừ của bà con sẽ rất là khó khăn và thậm chí là tốn kém. Thì đối với dầy nâu và dầy lưng trắng, để quản lý cái đối tượng này ở giai đoạn cuối vụ ấy, thì các chuyên gia về nông nghiệp người ta vẫn khuyến cáo bà con là trước khi thu hoạch khoảng một tháng, tức là vào cái thời điểm mà đồng già thấp tho chỗ hay đến giai đoạn mà lúa chỗ ấy, thì chúng ta nên cắt cái lứa dầy để làm sao để giảm cái mật độ và hạn chế cái khả năng mà cuối vụ dầy nó bùng phát và gây cháy dầy bằng các cái loại thuốc mà có tác dụng mà nội hấp, lưu dẫn và hiệu lực kéo dài, như là chết 50 VKG. Hiệu lực của cái thuốc chết nó kéo dài tới hơn 10 ngày. Do đó vào cái thời điểm mà lúa mà thấp tho chỗ đến giai đoạn chỗ thì bà con tập trung kiểm tra đồng ruộng, phát hiện dày và phun kịp thời theo đúng cái hướng dẫn. Và lưu ý bà con là phun trừ dày là đảm bảo cái lượng nước phải đủ ở trên đồng ruộng. Thứ hai nữa là bà con khi phun thuốc chết 50 VKG thì phun ở cái giai đoạn khi mà lúa thấp tho chỗ đến khi mà nó chắc xanh. Còn đây là cái giai đoạn mà cây lúa còn cái khả năng lưu dẫn thì thuốc chết nó phát huy hiệu quả là tối ưu nhất và diệt trừ dày một cách nó triệt để nhất. Còn sau cái giai đoạn mà lúa chắc xanh xuôi quả về sau thì lúc bây giờ bà con sẽ phòng trừ khó khăn hơn rất nhiều. Vào thời điểm này trà lúa mùa sớm đã trổ thoát đến chín sáp, trà chung và trà muộn đang nứt le đồng đến trổ thoát. Trước diễn biến khí hậu mưa nắng xen kẽ, bà con nên chủ động kiểm tra đồng ruộng khi phát hiện mật độ dày từ 2.000 con một mét vuông, tương đương 50 con một khóm, cần khẩn trương phun trừ ngay bằng thuốc đặc trị dày như Chess 50 VKG, phối hợp với Vitaco vừa sạch dày nâu mà trừ luôn cả sâu đục thân. Cùng ở thời điểm này, bà con nên phòng trừ luôn bệnh lem lép hạt bằng thuốc tin Super 300 EC sẽ cho bông lúa sáng mẩy, đảm bảo năng suất cuối vụ.